Xin giới thiệu với các bạn là ba cái mẫu động cơ thủy lực một chiều. Loại này là loại chuyên cho dòng xe ba bánh. Cái này nó sử dụng điện áp 12V và điện áp 60V. 60V này thì có thể dùng chung cho 48 và 72V là không vấn đề gì cả. Để dùng để thiết kế lưng hạ xe ba bốn bánh. Đấy, lưng ben. Ở đây thì với cây 800W ấy thì có thể nâng được khoảng 8 tạ. Còn cây 2000W này có thể nâng được hơn 1 tấn. Tất cả nó chỉ sử dụng van điện từ. Đây các bạn chỉ cần bấm đây là nó sẽ thao tác. Đấy, rất là đơn giản và rất bền. Vì nó sử dụng van điện từ và dơ le đóng ngắt gián tiếp. Đây là dơ le của nó. Là 2000W này. Đây là loại 60V này. Đây là loại 12V. Đây là loại 60V. Đấy. Đây là loại 12V 800W, động cơ nhỏ hơn. Loại lớn này là bình dầu khoảng 8 lít. Còn loại bé này bình dầu khoảng 5 6 lít thì đấy. Loại này thì sẽ bán theo cây ben tùy chọn. Có các loại ben như 2 tầng và 3 tầng, 1 tầng. Đối với những cái dòng xe ba bánh để lưng hạ thì một chiều lên là dùng động cơ đẩy. Còn chiều hạ là mình mở van rồi cái thùng dầu nó sẽ tác động và đè xuống. Tùy theo cái tính toán của khách hàng thiết kế xe để lựa chọn. Nếu với thùng nhẹ quá có phải làm tăng tải lên thì thùng nó mới tự xuống được. Mọi thông tin xin liên hệ 0983 818 955. Các bạn xem video nhớ nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng lên. Đây là một số cái kích thước của cái cây loại 2000W. Thì nó có tổng chiều dài là 50. Chiều cao của nó là 22 cm. Còn đối với cái cây 800W này thì nó có chiều dài là 40. Đấy. Chiều cao thì tương tự. Dây dầu thì rất là dài, đủ để cho các bạn lắp lên ghi đông của xe. Nói chung là để thiết kế lắp đặt cái bộ này thì rất là hợp lý, dễ làm. Không phải chỉ cần đặt cái thùng dầu ở đâu cho nó gọn là được. Không phải cần lộ vị trí để thao tác van tay. Và dây dầu thì cũng chỉ sử dụng duy nhất một sợi thôi, là các bạn có thể làm được rồi. Cảm ơn các bạn đã xem kênh video của mình.